Xin chào các bạn, hiện nay có rất nhiều loại nồi cơm để tách đường khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau. Điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại nồi nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng nồi cơm điện tách đường cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc nồi cơm phù hợp nhất. Hãng máy đầu tiên đó là nồi cơm điện tách đường Nenosul. Nồi cơm tách đường Nenosul được hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá chất lượng bởi Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, sản xuất bởi công ty TLHH, sản xuất và kinh doanh HC Việt Nam. Sản phẩm phù hợp với người tiểu đường, người thực hiện chế độ ăn kiêng như béo phì, tim mạch, huyết áp, người luyện tập thể dục, thể hình tăng cơ. Với nồi cơm tách đường Nenosul, lượng đường khử trong cơm giảm từ 22,2 đến 33,3%. Đây là dòng sản phẩm phổ biến được nhiều người lựa chọn hiện nay vì mức giá phù hợp chỉ từ 3,5 đến 5,5 triệu mà vẫn đảm bảo được chức năng loại bỏ tinh bột xấu trong quá trình nấu cơm. Về mẫu mã và thiết kế cũng rất đẹp mắt và hiện đại, lòng lùi nõi kép inox 304, vỏ nhựa nguyên sinh, bền chịu lực, chịu nhiệt, đa chức năng, có thể dùng nấu cơm, tách đường, hầm, hấp, nấu súp, cháo, đùa gà không cần nước. Và nồi cơm thứ hai đó là nồi cơm điện tách đường Gray. Nồi cơm điện Gray có nguồn gốc xuất xứ từ Malaysia, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Lesor Việt Nam. Gray là một trong những công ty đi đầu trong việc sử dụng công nghệ Revocox để loại bỏ được tinh bột xấu amylopectin trong hạt cơm. Theo như những báo cáo của hãng Gray cùng FAO, tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã kiểm nghiệm, thì chiếc nồi cơm tách đường Gray có khả năng loại bỏ được 64,51% lượng amylopectin có trong hạt gạo là nguyên nhân chính gây nên sự tăng đường huyết ở người bệnh tiểu đường. Nhờ sở hữu thiết kế sang trọng, độc đáo, chất lượng, sản phẩm vượt trội, được cấp giấy chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín như CBE, CGM, nên từ khi ra mắt vào năm 2012 cho đến nay, nó đã được sử dụng rất là phổ biến ở các nước trên thế giới, được nhiều người tiêu dùng Việt đón nhận. Nồi cơm điện tách đường Gray có dung tích chứa được 0,5 kg gạo sử dụng cho gia đình từ 3 đến 4 người, sử dụng điện áp 220W, công suất thì là 350W, chất liệu chế tạo là thép không gỉ nên rất an toàn và dễ vệ sinh lau chùi. Bảng điều khiển có chức năng lưu giữ các chế độ cài đặt của người dùng nên rất thuận tiện khi sử dụng để nấu nhiều món khác nhau như cơm, cháo, súp, nấu gạo lứt. Hiện tại thì nhà sản xuất có một chương trình ưu đãi dùng thử một tuần nấu cơm bằng chiếc nồi tách đường này để khách hàng có cảm nhận và đưa ra quyết định mua hàng nếu thấy ưng ý. Và đứng ở vị trí số 3 đó là nồi cơm điện cao tần tách đường Yoshi. Thương hiệu đồ gia dụng đến từ Nhật Bản Yoshi thì quá nổi tiếng và gần gũi với nhiều người trong chúng ta, đặc biệt ở những cái dòng sản phẩm hộp cơm giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, bình thủy điện và nồi cơm điện cao tần. Với nồi cơm điện cao tần, công nghệ tách đường Yoshi chủ yếu là dòng sản phẩm nội địa và được bán với giá dao động từ 8 đến 15 triệu đồng. Một số nồi cơm điện cao tần tách đường đó là Yoshi bán chạy nhất như Yoshi LB BG10 TD, Yoshi LB BH18TA và Yoshi LWGB 18TA và Yoshi LB BE18TD. Và hãng máy thứ tư đó là nồi cơm điện tách đường Sanco, cũng là một dòng sản phẩm nội địa Nhật Bản có chất lượng tốt. Vì vậy loại nồi cơm tách đường Sanco cũng được khá nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và chọn lựa để sử dụng. Tuy nhiên ở Việt Nam thì loại nồi này không được tiêu thụ nhiều bởi vì giá của nó khá mắc, tầm từ 6 đến 15 triệu đồng. Do đó loại nồi này chỉ được sử dụng cho một số đối tượng nhất định. Và hãng máy cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là nồi cơm điện tách đường Magic Korea. Thương hiệu đồ gia dụng Magic Korea có mặt các hàng như nồi chiên không dầu, nồi cơm điện tách đường, máy làm sữa đậu lạnh. Nồi tách đường của hãng này nổi bật là Magic Korea A510. Kết luận, nồi cơm điện tách đường là cuộc cách mạng về nấu cơm so với phương pháp truyền thống trước kia, bởi nó giúp
hạ đường huyết, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tim mạch cho cơ thể ta. Nên đây là thiết bị đồ gia dụng rất xứng đáng có mặt trong căn bếp của gia đình hiện đại. Và vừa rồi là top 5 hãng nồi cơm điện tách đường được sử dụng phổ biến nhiều nhất hiện nay. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho gia đình và chọn cho mình một chiếc nồi cơm tách đường phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để dưới cái phần mô tả của cái video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.